Hôm nay em lên căn nhà 3 gian, toàn bộ cột nhà là lim hết nhé, tổng có 12 cái cột lim. Còn khung gỗ trên là khung trên là toàn là đinh hương, lim và đinh hương. Đấy, tổng nó 12 cái cột. Căn nhà này được hoàn thiện hết rồi. Các bác nào mà có nhu cầu thì alo em. Em sẽ báo kích thước nha. Căn này rất đẹp, không có góc gì.